Các bạn nha. Thì cái cùi dĩa các bạn nó bị dạ bữa nó bị hư rồi ra thằng thợ các bạn nó đi tiện tiện cái cùi dĩa tiện đi đắp cái cùi dĩa cho một đạn nó cứng lại mà ra ngoài nó lấy đi nó lấy đi nó tiện các bạn tiện xong rồi tại mình gửi xe đó chút xíu mình mới về trở về lấy nè. Hai trăm ba chục ngàn cái đạn nó bị bể, cái cùi dĩa bị mòn, cái nhờ nó đi tiện các bạn, đi tiện cái có nghĩa là đi đắp cái cùi dĩa này xong rồi để lắp bạc đạn vô rồi về mình tháo ra mình kiểm tra nè, đó nè nó 230 ngàn. Tiệm đi mai mình chụp cái hình cái tiệm cho bạn coi luôn ở Châu Thị Kim phố Tân An Long An nè. Này mai mình phải đi mua cùi dĩa khác. 230 ngàn là được cái cùi dĩa rồi, đi thay một đạn 230 ngàn. Các bạn chim cái này là nó chim vô cái loại chim trong đây các bạn đóng trong đây nè, cái nó bị dạng mặt đạn bị đội lên á, đội lên xiết chứ nó kêu giờ đạn bị mòn, cùi dĩa bị mòn, nó nói đi đắp lại, nó chở đắp 1 tiếng rưỡi về nãy mình nghe kêu tháo ra kiểm tra nè các bạn, này chiếc gạt nè, chiếc gạt mới làm, đạn nó bị bể nó mòn, khốn nạn, mới thợ các bạn 230 ngàn. Nè. Rồi thôi các bạn, giờ mình chạy tạm lắp vô chạy tạm đi rồi mua cùi dĩa khác mình thay luôn. Bởi bạn đừng có nghe tin thợ nha, thợ thầy. Đang 6604 nè, nó đi đắp cái cùi dĩa cho mình. Đắp các bạn hồi nãy mình tháo ra nè. Rồi chào các bạn nha, thì mình cũng nói thêm các bạn, thì nói chung là các bạn đi ra thợ tiệm ở ngoài làm thì kiếm cái thợ là uy tín làm các bạn. Thì cái bữa mình có quay video rồi các bạn, là cái lu của cha làm chuyện, thì các bạn kiếm cái thợ là uy tín nó làm các bạn. Thì bữa nó cái thằng thợ này á, nó nhận làm cái có nghĩa là lúc mình chạy giữa đường thôi, giữa đường á nó bị dạng như bị bể đạn các bạn, bể đạn cùi dĩa nha. Rồi mình ghé trong cái tiệm rồi nó nói mình là cái đạn bể đạn dĩa là do lỏng cái lưng này, ok lỏng cái lưng mình chấp nhận ha. Rồi xong rồi nó nhận cái lem cái này các bạn, cái cùi dĩa này nè, cùi dĩa này đi để nó tiện lại để nó đắp dơ cốt vô để nó dạng như nó làm các bạn, nó tiện đắp lên rồi cũng không lỏng lưng nữa các bạn. Rồi xong các bạn sao rồi cái mình gửi xe đó mình đi chút xíu mình quay trở lại, thì tầm 1 tiếng sau hẹn 1 tiếng sau quay trở lại, tầm quay trở lại để lấy xe các bạn. Rồi xong á rồi mình cũng đợi 1 tiếng sau mình quay lại lấy, thì lúc đó xe nó lắp vô rồi bình thường ok rồi mà mình chạy thì giữa đường nó dạng nó kêu các bạn, nó kêu két rồi mình tháo ra, mình về tới nhà mình tháo ra, mình lắc các bạn, lắc cái này nè nó lỏng lưng, có nghĩa là nó không có đắp gì hết các bạn, nó chìm hai cái lồng ở cái cắt hai cái lon của Pepsi á, bia nó chim trong đây nè, rồi lấy mình biết nhiêu không, 230k, trong khi cùi dĩa mình mua có 210 ngàn, 210 ngàn bạn mua ở trong hãng xé bịch đàng hoàng luôn các bạn. Rồi cái capot này mình mua cũng có 25 ngàn trong hãng các bạn, thì nói chung là nè, cái đầu mới không nè, đầu hãng nha. Thì bởi các bạn đi ra tiệm thì cẩn thận chút xíu các bạn, cứ các bạn nó kêu đi đâu á các bạn đừng có đi, và cứ ngồi đó coi nó làm được á thì trả tiền, không được thì thôi các bạn. Nè 230 ngàn. Rồi giờ mình lại mình có nghĩa là lại mình đòi nắng vô mình nói tại sao không thay á, để nó lỡ thằng kia cái thằng mà lúc nó đem đi tiện á nó giao nó làm luôn vậy nó không biết, các bạn tin không, không giờ tin ha. Rồi nói chung là cái cùi dĩa mình chút xíu mình tháo mấy cái ngóc rồi ra nha, tháo ngóc rồi ra biết tháo ra được không đó nè. Rồi sau mình đi
gắn qua cái cồi dĩa nữa các bạn. Thì nói chung á, là cái cồi dĩa này mua ở hãng chỉ có 230.000, 210.000 thôi, mà nó thay cái bạc đạn cái giá tiền cồi dĩa mình là 230.000. Cái bạc đạn này không có tên tuổi luôn, của thằng EF hết vậy nè. Bạc đạn này mình tầm chừng 30.000 thôi, 30.000 40.000 hết lốc các bạn. Công thay 110.000, kinh khủng. Công thay với tiện cùi dĩa không có tiện luôn các bạn. Rồi nói chung là các bạn nên am hiểu một chút xíu về xe máy các bạn để tự mình làm nha. Thì nói chung là mình hởm cái kẹp mình đã lên full 150 rồi, mình đi dĩa 35 439, thì hôm nay mình sẽ xuống là dĩa 38 các bạn, tại mình đang dư máy. Đây là dĩa 38 nha, 38 sẽ nhỏ hơn một răng nha, tại mình đang dư máy. Thì nói chung là cái con này là mình đã đi lên full 150. Cái dĩa này dĩa vít vita nha. Rồi, để mình nói chung là phải lấy cái cồi dĩa này ra. Thì nói chung là vậy các bạn, mình chủ là quay video cho các bạn coi là nên cẩn thận đi ra mấy cái tiệm ngoài các bạn chịu khó đi ý nha, nó rất là láo cá lỏng lưng. Nó tiện nhưng mà nó không bao giờ nó tiện, không tiện các bạn. Nó tiện đó, có gì là đắp vô đây nó tiện ra để vừa bật đạn, nhưng mà nó không có làm, nó chỉ diêm hai lông bia trống à. Rồi xong rồi, bây giờ để mình gỡ cái này ra các bạn. Thì các bạn cái post này, post mình cứ xé bịch hãng các bạn, mình mua trong hãng nó có 25k thôi, rất là rẻ. Thì các bạn cứ post này, post hãng các bạn, để post hãng nè, nó có, nói chung là các bạn cứ xài post hãng mà chơi các bạn. Post hãng ở trong thì nó có mỗi bộ này nó có hai lớp lực, nó rất là kính nha. Thì cái video này do cái đoạn này nó không có âm thanh các bạn, mình buộc phải lồng số âm thanh vô nói cho bạn biết thôi. Cái nói chung cái cồi dĩa này mình mua cũng 210.000 thôi, nhưng mà cái cồi dĩa cũ lúc mình chạy các bạn nó bị bể mặt đầm thủng hai do nó lỏng lưng á. Rồi thằng tiệm nó nhận thay cồi dĩa này, nó kiểm tra là nó mặt đạn nó bị hư rồi, với cộng với là cồi dĩa bị lỏng nên lỏng lưng, nó nhận đi ra ngoài nó tiện giùm mình, nó báo giá mà nó không có giá nghe, có nghĩa là khi mình gửi xe đó mình đi thì nó cho mình mượn một chiếc xe khác để mình đi ra ngoài cà phê. Nó kêu đi ra ngoài cà phê đi xíu rồi là lấy tại hơi lâu, tầm một tiếng sau mình quay trở lại mình lấy nha. Mình lấy thì chiếc xe thì thấy ok rồi, chạy cũng ok rồi, thấy cũng cứng ngắc mà. Thì chạy một đoạn sau thì tầm 7-8 cây số vậy, mình nghe nó kêu két, mình xuống kiểm tra thì nó thấy cũng cứng. Khi mình về tới nhà mình gỡ cái bạc đạn dĩa ra đó ban đêm á, thì mình thấy nó là nó chim hai cái miếng lông bia vô đậu, thì nó ăn cái giá mình là 230.000. Thì ngày hôm sau mình xuống mình nói nó là tại sao mà nhận hai đắp của dĩa vô, mà thì do lúc đó mình bạc đạn mình bể ngay chỗ giữa đường, mình đâu có thể nào vô hãng mua cái cùi dĩa khác gắn vô được bạn, mình buộc phải ghé vô cái tiệm gần đó luôn mình thay luôn. Nên nó nói là do nó không biết, nó gửi cái thằng tiện, rồi thằng tiện làm gì làm nó không biết, nó diện chỉ lắp vô thôi. Thì nói cái nó không trớt luôn, tại vì lúc người đem về nó phải kiểm tra, nó lắp vô chứ nó chỉ đem cái cùi dĩa để bạc đạn đi thôi, chứ đâu có để xe mình đi được bạn. Thì nói chung là nó cũng tính to, nó cũng tính ăn của mình đó, nhưng mà ăn không có nhiều đâu, từng mấy chục ngàn, 100.000 thôi. Nhưng mà cái nguy hiểm các bạn, khi các bạn chạy mà cùi dĩa nó như của mình, nó bị ruột sên đó, nó bị lỏng lưng, nó bể vật đạn ruột sên đứt sên, cái tốc độ cao rất nguy hiểm các bạn. Thì nói chung là các bạn cũng am hiểu tí xíu về xe đi, thì mình sẽ an toàn hơn nha. Mình kiểm tra mình tự làm nhà, mấy cái đơn giản mình làm tự nhà luôn. Thì cái cùi dĩa này hôm nay mình mua ở hãng là chết hãng là 210.000 với phó 25.000 thôi bạn. Bạc đạn nếu bạn ra ngoài mua thì tầm 50.000 một cái là đạn xịn luôn á, 50.000 một cái 6004. Thì tổng cộng chi phí mình sửa nhà Ford luôn á thì cồi dĩa 210.000 kia 50.000, cho 50.000 260 kia 270.000 280.000 thôi các bạn. Nhà nói chung là mình không bị lừa, mình không bị tức mà không nguy hiểm nữa. Thì rồi, cảm ơn các bạn nha. Video này chủ yếu mình lên cảnh tỉnh các bạn là thay mấy cái nào đơn giản các bạn thay được thì các bạn xử lý tại nhà nha. Rồi, cảm ơn các bạn.